À, các bạn thân mến, thì mình thấy là ở bãi á có một cái bom hàng bãi nội địa Nhật. Cái dòng này thì nếu mà nói về xài thì phải nói biết cái đời nào nó mới hư. Mà cái công sức nó rất lớn các bạn. Thì để bây giờ mình thử mình đo thử ha. Hai. Bề ngang của cái nó chừng khoảng 35 phân hả? Cho nó vậy đi. Bề dày khoảng hơn 20 phân. Thì nó chế ra là dòng này là bom tự hành nè, là coi như mình mồi nước vô thì nó sẽ tự rút cái nước lên chứ mình khỏi phải mồi, mình mồi trên cái bom này thôi. Và thằng Nhật á nó chế một cái là cái cổ, mà cổ hút lên trên này là không bao giờ nước lúc nào cũng nuôi trong bom, không bao giờ sẽ bị hư cái dàn dàn phốt của nó các bạn nha. Hư dàn phốt đâu. Thì cái bom này nó mang nhãn hiệu là Boeing Winter hả? Bom. Rồi ở đây là nó toàn tiếng Nhật không à. Nhưng mà mình thì có thể đánh giá được là độ nó tính theo cái R-Tour. R-Tour là 2870, R-Tour thì hút được là tống được độ cao là 20 mét, mà 3450 thì tống được độ cao 30 mét. Công sức, mà công sức trung bình của nó là 0,75 mét khối trên một phút. Như vậy là nó một tiếng hồ nó nằm khoảng khoảng 55 mét khối à, trên một giờ. Tính ra công suất khá cao á. Kilowatt của nó bơm để tải nó là từ 2,2 kW đến 3,7 kg. 2,5 3,7. Rồi, máy mà máy chừng khoảng 9-10 ngựa thì chạy thoải mái ha. Đó, cái này là số seri với lại số năm sản xuất. Năm sản xuất của nó. Đây, hàng bãi nội địa Nhật ha. Đó, đây, tem túng đồ còn. Bao nhiêu năm rồi mà còn ấy. Thì cái họng này, họng này dắt họng khoảng 60 quá. Mình không có cây thước ở đây. Cái lon này cho 50 đi. Họng vô, họng ra chắc chừng khoảng 60 thôi. Nhưng mà tính ra cái lực nước của nó là như vậy là khủng khiếp. Đây, bề ngang cái bơm. Bạn thấy khiếp chưa? Đó, dữ dội chưa? Đó. Thì mình thấy ở cái bơm này á, thì các cái vùng như mình thấy ở Bình Thuận đồ là cái nhu cầu người ta sẽ sử dụng nhiều. Bởi vì nó hút nước, nó hút nước ở dưới các cái con kinh á lên để mà đưa, để mà bơm, mà tống đi, để mà tưới các cái ruộng á, thành ra cần cái công sức lớn. 55 khối một giờ là cũng khá là dữ dội chứ ha. Đâu phải dạng vừa đâu. Bơm này dạng bơm như bơm thủy lợi vậy, nó dạng đó. Đó. Mà nếu mà độ bền thì chắc này thì siêu bền rồi của Nhật. Để mình lau sơ đi. Đó, thấy không? Lau ra nè. Bạn thấy không? Lau sơ cái nè. Đó, nó mấy con mấy kén với nó đúng không? Nó còn quá đẹp luôn. Quá đẹp các bạn. Đó. Rồi nếu mà bạn nào mà có nhu cầu thì alo ha. Cho mình ha. Alo cho mình. Thì cái giá bán của nó thì cũng rẻ thôi. Để mình sẽ báo cái giá trong cái phần mô tả video á. À, cho các bạn xem nha. Đó, báo trong phần mô tả video. Rồi các bạn xem thì ở đây là có thêm một cái bơm, bơm rời nữa, bơm nhôm nữa. Cũng dòng bơm tự hành luôn mà của Nhật, bơm rời. À, con này thì công suất cũng lớn á, mà sơn xiết đồ nó, cái này chắc nó sơn lại à, tem túng rồi thì không còn nữa đó.
Rồi, bạn nào mà có nhu cầu mà mua cái này hay cái kia gì thì cái này là ông 50 nè, ông đó phải trên 60 ha, này chắc trên 60 ạ, này 50 nè, đó trên 60 ạ, không có cái thước mình đo thử, chắc khoảng 60, 70, 80 gì đó. Còn con này là 50 nè. Đó. 50 thì con đó vẫn nằm khoảng 60, 70. Con chắc 70. Đó, hai cái này. Thì mình sẽ để cái giá ở trong phần mô tả video các bạn nha. Rồi bạn nào mà muốn mua con nào thì alo cho mình nha. Rồi. Rồi, mến chào các bạn. Trong phần mô tả video các bạn bấm vào phía bên tay phải, bên phải của cái tiêu đề nó có một cái hình tam giác, bấm vô nó sẽ ra cái phần mô tả của video. Rồi, mến chào các bạn nha.